Xin chào các bạn, hôm nay mình cùng chia sẻ với các bạn một chủ đề liên quan đến cuộc sống thực tế khi những người vợ đang rơi trong cái tình huống bị chồng chán, bị chồng sao lãng cũng như là chồng chẳng để ý gì đến các bạn khi mà họ đang có một người thứ ba hoặc là thậm chí họ đã dọn sang ở hẳn với người thứ ba rồi. Thì làm cách nào bạn có thể kéo chân người đàn ông đó quay trở lại? Bạn có thể bằng cách nào làm cho người đàn ông đó yêu và chú ý các bạn trở lại như phút ban đầu anh ấy cần có bạn, thay vì cái hành động bạn luôn luôn ngồi chỉ trích người thứ ba, cay nghiệt với người thứ ba hoặc là án hận anh ta vì anh ta đã bội bạc hoặc là anh ta đã trở thành một con người xấu tệ trong mắt bạn. Bằng những cái thái độ thiếu tích cực như vậy thì bạn chẳng thể nào làm một cuộc sống của bạn được thay đổi, có giá trị hơn và tốt đẹp hơn bạn nhé. Hôm nay video này của mình mang đến cho bạn 4 điều chia sẻ khiến cho cuộc hôn nhân của các bạn sẽ được tái sinh trở lại và ngôi nhà của bạn sẽ có nhiều tiếng cười, nhiều niềm vui hơn bằng những cái sự thay đổi có ý nghĩa thực sự như thế này bạn ha. Điều thứ nhất mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là khi bạn muốn thay đổi người khác, bạn hãy thay đổi bản thân của mình. Nếu mà từ trước đến giờ bạn gặp phải cái tình huống người thứ ba xâm chiếm đến trái tim của người đàn ông khiến cho bạn cũ mềm vì những cái sự đau khổ giằng xé nội tâm, bạn buồn với gương mặt chán nản, bạn có một cuộc sống buông trôi vì không thể nào cải thiện được cái tình huống bạn đang gặp phải. Chính vì vậy nó làm cho cuộc sống của bạn trở nên ngột ngạt và tẻ nhạt. Và một cuộc sống hoàn toàn xách vở vì bạn nghĩ rằng khi mà người thứ ba xuất hiện, đó chính là kẻ thù của bạn, đó chính là người cướp đi hạnh phúc của bạn và vì họ bạn mới mất đi hạnh phúc. Đó là một cách suy nghĩ hoàn toàn sách vở, rập khuôn và rất là thiếu cái sự công tâm. Khi mà bạn không nhìn ra những cái điều bạn không có được ở người thứ ba thì bạn sẽ thấy rằng bạn hoàn toàn là người đúng và người thứ ba dường như là cái kẻ đến để mà ăn cắp những cái điều của bạn. Thậm chí là có nhiều người nghĩ rằng người thứ ba đến để giật chồng của họ, mà trong khi đó chồng của họ là có chân. Khi mà người đàn ông bị giật đi thì người đàn ông đó có quyền được quay trở về nhà mà. Tại sao bị giật đi rồi mà anh ta vẫn không quay về với bạn? Bạn cho rằng người thứ ba dùng tình dục bằng cái sự dâm đãng của họ, họ đã kéo người đàn ông ra khỏi trái tim của bạn. Vậy thì tại sao bạn cũng có những cái điều như thế mà bạn không giữ chân được người đàn ông? Đây mới là cái vấn đề bạn phải công tâm nhìn lại bản thân mình. Chính vì bạn không thay đổi bản thân mình nên bạn không thể thay đổi được người khác. Thay vào một cái hình ảnh cũ nát của chính bạn, bạn hãy tạo cho mình những cái điều gì mới mẻ đi. Bạn hãy làm những cái điều gì từ trước đến giờ bạn chưa làm, mang cái hàm ý là tích cực xây dựng gia đình bạn nhé. Bạn thay đổi bằng cái cách sống, bằng một gương mặt tươi mới, bằng cái cách mà bạn phải biết trang điểm nhẹ nhàng lại cho mình, lấy lại những cái gì mà bạn đã mất. Và bạn tạo ra những cái sự thú vị của bản thân, thay cho cái bầu không khí tẻ nhạt, buồn chán, u ám mà bạn đang chìm đắm trong cái suy nghĩ tiêu cực vì hận thù người thứ ba kia. Bạn đang có một cuộc hôn nhân bế tắc, bạn phải thay đổi điều đó để làm cho nó tốt hơn bằng cái sự linh hoạt của bản thân chứ không phải vì cái sách vở. Có rất là nhiều người phụ nữ sách vở đến mức là tôi mà phát hiện ra chồng tôi có người thứ ba là tôi ly hôn ngay. Tại sao bạn không có cái khả năng thay đổi cái tình huống, chuyển đổi những cái điều ngang trái đến với bạn mà bạn chọn ngay cái cách như là một kẻ yếu hèn, gặp khó khăn là buông tay đầu hàng và bỏ chạy đi trong cái sự tự mãn, ôi tôi bỏ cái đó đó bởi vì anh ta không xứng đáng với tôi. Nhưng mà thật ra các bạn là kẻ yếu đuối, các bạn chẳng thể làm được gì, các bạn chẳng thể nào thay đổi được cục diện đó, đúng không nào? Chúng ta phải công tâm nhìn nhận về những điều đó và bạn bằng cái sự tích cực thay đổi về bản thân mình thì bạn sẽ có thể thay đổi được người khác. Một câu chuyện có thật, khi mà các bạn đi qua một cái đường hầm trong núi, các bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi là tại sao một cái quả núi lớn như thế này mà người ta có thể khoan, người ta có thể làm ra được một cái con đường đục xuyên qua núi để đi không? Bạn có biết cái công trình mà người ta khoan núi đấy, một cái quả núi chắc như vậy, tưởng như là không có gì công phá được, nhưng mà vì những cái mũi khoan nhỏ thôi, có thể khoan được một cái tảng đá núi lớn lớn như thế. Vậy thì bằng những cái sự thay đổi bản thân từng ngày từng chút một của bạn, nó cũng sẽ công phá được cái khối quả núi từ trước đến giờ đang đè nặng trong tâm trí của các bạn. Đó chính là nỗi đau và người đàn ông kia đã nhìn thấy bạn cứng ngắc, nhìn thấy bạn xách vở và nhìn thấy một cái cục diện
ở nơi bạn không có những điều thú vị như người thứ ba nên họ mới tìm đến người thứ ba. Đó là vấn đề mà bạn phải suy nghĩ đến nhé. Điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn là hãy tạo một cái sợi dây kết nối những cái việc chung của gia đình bằng những kỷ niệm. Có những người phụ nữ nuôi con nhưng mà gom con về thế giới của mình, kéo con về phía phe của mình và tách người đàn ông ra khỏi thế giới của họ. Rồi người đàn ông đó lạc lõng cô đơn và người đàn ông đó dần dần trở nên một người đàn ông vô trách nhiệm. Thậm chí là người ta nghĩ rằng người ta nên sống một mình với các con, còn chồng người ta nên sống ở một cái nơi gọi là cái nơi mà gần như là quản lý cái nông trại đó. Hai vợ chồng sống ở hai nơi, bạn đã làm ra những cái khoảng cách, bạn đã tạo ra những cơ hội để khiến cho bạn và chồng của bạn trở thành hai người, hai thế giới. Một ngôi nhà có hai trái tim, hai suy nghĩ hoàn toàn không thể đồng nhất và bạn tự tách anh ta ra khỏi thế giới của bạn và con bạn. Đó không phải là một gia đình. Khi mà một người phụ nữ tổ chức một cuộc sống hôn nhân như vậy là không hợp lý và có thể nói rõ hơn nữa là kém cỏi. Do đó, cái sự chung đôi của gia đình nó là cái sự kết gắn mọi thành viên với nhau. Bạn hãy tạo dựng thành những cái cuộc đi chơi có những cái kỷ niệm chung của mọi người, làm những cái điều gì chung để mà ca ngợi, để mà tán thán những cái điều tốt đẹp của mọi thành viên trong gia đình. Đó mới thật sự là cái sự gắn kết của bạn, và bạn chính là mắt xích để nối người đàn ông là chồng và kết nối người con với nhau, lại cùng nhau chứ, đúng nào? Và điều thứ ba mình muốn chia sẻ cùng với các bạn đó là hãy trở thành một người phụ nữ độc lập. Đừng bao giờ nghĩ rằng ở nhà chồng nuôi là một điều hạnh phúc, mặc dù bạn có tiền. Khi mà bạn có tiền, bạn cũng nên đi làm một công việc nhỏ thôi, ít tiền thôi, nhưng mà bạn sẽ tìm được giá trị của mình, tìm được vị trí, tìm được cái nét đẹp của bản thân mình trong mắt người đàn ông. Thay vì hàng ngày người đàn ông quay trở về nhà, người ta nhìn thấy một người phụ nữ với cái bộ dạng nhàu nát, một bộ mặt chán chường và ngày nào cũng như vậy thì nó sẽ trở thành nhàm chán, đúng không ạ? Bạn không thể nào xem đi xem lại một bộ phim mà ngày nào bạn cũng xem đi xem lại một bộ phim mãi như thế được. Bạn còn chán, huống chi là chồng bạn. Chưa nói rằng khi việc làm ăn của anh ấy gặp những cái vấn đề khó khăn thì cái bộ dạng của bạn lại càng làm cho người đàn ông nó chán hơn. Bạn vô tình đã đánh mất giá trị và tài năng của con người của bạn trong những cái chuỗi ngày vô vị khi mà bạn đang từ từ đánh mất hình ảnh của chính mình chỉ vì bạn nghĩ rằng bạn ở nhà để mà vì chồng vì con, đúng không nào? Vậy thì tại sao chúng ta lại không chọn cái cách là đi làm để mà khẳng định bản thân của mình, tạo được niềm vui cho chính mình, đồng thời giúp cho chồng của chúng ta nhận ra chúng ta có ý nghĩa và có giá trị hơn là cái điều mà chúng ta vẫn thường ở nhà nồi niêu xoong chảo mà bạn. Điều thứ tư mình muốn chia sẻ với các bạn đó là tạo cái sự thú vị cho bản thân. Bạn hãy học để làm đẹp chính mình. Có nhiều người nghĩ rằng học để kiếm tiền, nhưng cũng có những người học để mà làm đẹp, hoàn thiện hơn cho chính mình. Bạn hãy học những cái điều gì mà thiết thực cho cuộc sống của bạn. Có người thích học đàn, học vẽ, học nhảy, học cắm hoa, học trang trí nhà cửa, học làm bánh, học trở thành một người phụ nữ hạnh phúc. Đó chính là những cái cách mà mình thấy rất là thiết thực và rõ ràng cụ thể nhất khi mà bạn muốn làm cho người đàn ông yêu các bạn trở lại, mặc dù người đàn ông đó đã sa ngã vào một cái mối quan hệ, có thể nói là bạn nghĩ rằng bạn đã thua 100% rồi, bạn chẳng bao giờ có thể lấy lại được trái tim của người đàn ông kia đâu. Nhưng mà những cái sự thay đổi của bạn, bạn sống trong một thế giới vui tươi hạnh phúc của bạn, thì có một ngày nào đó khi mà người đàn ông buồn chán với thế giới của người thứ ba thì người đàn ông đó bất chợt quay trở về nhà và nhìn thấy hình ảnh bạn đang sống vui vẻ hạnh phúc. Bạn là một người phụ nữ có sức mạnh, có năng lượng, có cái sự thu hút khiến cho người đàn ông đó phải quay lại và tìm thấy những cái điều giá trị ở nơi bạn mà bấy lâu nay anh ta mãi đeo đuổi vào cái giấc mơ thế giới người thứ ba không nhận ra từ bạn. Đó mới là cái cách chinh phục người đàn ông để người đàn ông phải khựng lại, dừng bước chân, vui chơi, quay về với ngôi nhà của chính bạn. Và khi người đàn ông quay trở lại thì rõ ràng ngôi nhà của bạn đã đầy niềm vui và hạnh phúc, đúng không nào? Hy vọng rằng những người phụ nữ nào là vợ nghe được video này cũng biết cách thay đổi bản thân, làm mới chính mình và thay đổi cái cách suy nghĩ tẻ nhạt và sách vở đi bạn nhé. Hy vọng rằng mọi người phụ nữ chúng ta đều được như ý trong tình yêu của bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.